Khai Xá Linh Nhi và Nhi Linh. Thượng thiên có đức háo sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau tham khảo bài này. Bởi vì ân trên đã ân xá có tam tạo phổ độ, nay đã tới năm phổ độ. Do đó Linh Nhi và Nhi Linh đều bao gồm ở trong tam tạo phổ độ này. Năm phổ độ đã tới, thượng thiên mới tiết lộ thiên cơ để cho người đời biết, phải biết quý lấy mỗi một sự sống và sinh mạng, phải biết quý lấy mỗi một duyên phận, phải biết sửa đổi chính mình, đừng tạo tội nghiệp tiếp nữa, đừng tạo nghiệp nợ nữa, biết cách đi độ chúng sinh, biết đường mà bù đắp lại những gì mà ta đã tạo tội, tạo nghiệp của nhiều đời. Nếu như làm người mà họ biết đường đi tìm hiểu về sự sống của phần hồn, biết được sinh mạng này là quý báu, thì họ không thể sống tùy tiện, không thể cho phép mình làm ra những việc tổn thương đến bất cứ một sinh mạng nào cả. Họ sẽ biết quý lấy sinh mạng của mình, và cũng biết quý lấy sự sống và sinh mạng của tất cả sinh linh khác. Họ không những bảo vệ sự sống của mình, còn biết bảo vệ lấy sự sống của con và tất cả động vật khác nữa. Do vậy, chúng ta rất may mắn được nghe thêm những đạo lý mà Thượng Thiên ban. Nam Hải Cổ Phật Từ Bi. Có thể sinh mà sinh ra đời, đó cũng là phước. Có thể tử mà tử, đó cũng là phước. Có thể sinh ra đời mà không sinh được, đó cũng là trừng phạt. Có thể tử mà không tử được, đó là trừng phạt. Nay là thời kỳ mạt kiếp, thượng thiên từ bi khai xá, mục đích là cứu linh tính thoát khổ, cho nên mới tiết lộ thiên cơ để cho người đời biết rõ làm như thế nào để cứu chính mình, làm thế nào cứu sinh linh về trời. Bởi vì thiên địa đã gần đến ngày cuối rồi, sắp hủy hoại rồi, cho nên phải biết thiên mạng là tôn quý vô cùng. Tìm hiểu sự sống và nhân sinh chính đề rất là quan trọng. Phải hiểu được tại làm sao ơn trên tiết lộ thiên cơ. Bởi ơn trên muốn cho người đời có cơ hội sám hối, đền bù những tội lỗi mà ta đã nhiều đời vô minh, vô tri đã tạo. Nếu không phải ơn trên từ bi ân xá, khai xá như vậy, chúng sinh sẽ bị lầm than, không có cách nào có thể đổi đời, cứ ở trong biển khổ. Biển khổ của nhân sinh, đó là luân hồi. Khi mỗi một con người mà muốn tới nhân gian này đầu thai, đã đương nhiên phải nhờ vào tinh của cha, huyết của mẹ, còn phải nhờ vào ơn trên thí cho một điểm chân linh, linh hồn đó mới có thể làm người. Nếu như chỉ có tinh của cha, huyết của mẹ, thì cái thân này không thể cử động, không thể sống được, bởi nó không có linh hồn, không có chủ nhân, sẽ không có sự sống, là một đồ vật mà thôi. Linh hồn và linh tính nó vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ mất, do vậy mới phải cứu nó. Vạn sự vạn vật đều do đạo mà tạo thành. Nếu như không có sinh mạng thì làm sao có thể tồn tại được. Thân này không có sự sống, không thể sống. Cái sinh mạng này rất là quý báu. Bất kể khi ta sinh là trai hay gái, chúng đều có duyên với cha mẹ, cho nên mới sinh ra trong gia đình này. Có duyên mới tương tụ trong một nhà. Nguyện trong thiên địa này, những người làm cha mẹ có tình với nhau, nên vì sinh mạng nhỏ bé này mà tạo nên một hoàn cảnh cuộc sống tốt đẹp cho những đứa trẻ khi chúng mới chào đời, cho chúng sống trong cảnh thanh bình, thành một thế giới liên hoa vậy. Chúng ta chớ vì dục vọng, tình dục của cá nhân mà giết hại đến chúng, chớ nên tùy tiện cướp đi sự sống của chúng. Bởi khi được đi đầu thai làm người không dễ như ta tưởng đâu. Người đời thường nói nó còn nhỏ, nó mới là một hạt móng,
nó chưa đủ tháng, nó chưa thành hình, phá nó đi không có tội, không liên can gì. Đó là sự suy nghĩ của một số người. Nhưng trong luật của thiên địa, trong luật của nhân quả không phải như vậy. Đó là ta mượn cớ cho phép mình làm bậy. Ta có thể trốn được luật pháp của dân gian, nhưng ta không thể tránh được luật của nhân quả. Giết người nợ mạng, kể cả nó là con của mình, nó hận mình, nó sẽ chờ cơ hội để đòi lại công bằng. Một khi đã mất đi sinh mạng của mình rồi, muốn được lại cái thân này không dễ gì. Bởi vì trên đời này có rất nhiều người có tình, nhưng họ không biết sinh mạng là quý báu. Do đó, sau khi họ qua lại ăn ở với nhau rồi, chẳng may đã mang thai rồi, họ tùy ý đem đứa bé vứt bỏ đi, giết chết nó. Đã vô cớ mà cướp đi sự sống làm người của nó, cướp đi cơ duyên đi đầu thai của nó. Đó chính là tâm bại hoại của con người. Đó là sự bi ai. Tội nghiệp cho những đứa trẻ, nó chưa kịp ra đời đã bị chết rồi. Chết mà không biết, sống cũng không hay. Nhưng người đời đối với hành vi giết thai nhi coi như không có gì cả. Bởi vì người thời đại này, chỉ cần hai bên quan niệm thoải mái qua lại, coi không có gì. Họ nhận thấy rằng phá thai là hành vi quang minh chính đại. Hiện nay phá thai phẫu thuật tương đối mau chóng, cho nên chuyện phá thai họ cũng chẳng thấy có gì ái ngại, hổ thẹn cả. Họ còn cảm thấy rằng tôi không muốn sinh thì bỏ nó đi chẳng can hệ gì. Phật gia nói hành vi phá thai là sát sinh. Tuy rằng thời cổ cũng có hành vi phá thai này, nhưng những hành vi đó ở thời đó nó không thuộc về việc quang minh chính đại, cho nên họ mang thai sẽ âm thầm bỏ đi không cho ai hay. Nhưng hiện nay, bởi có nhiều người xem phá thai là hợp pháp, phá thai không xem là gì, cho nên càng ngày càng nhiều người phá thai hơn trước đây. Đó chính là người đời đã làm tổn thương đến thai nhi. Bởi chính là thời đại thay đổi, nhân tâm bất cổ, đạo đức bại lui. Tuy là thời đại văn minh, ai nấy đều chỉ chú ý đến hưởng thụ của cái thân này, theo đuổi vật dục, tham, sân, si, mãn. Trên đời này có biết bao nhiêu chúng sinh là vô tri, chỉ vì dục vọng của mình mà tạo thành thế giới loạn tướng, xã hội bị xáo động, gia đình bất hòa, nhân tâm bàng hoàng bất an. Chính bởi vì người đời đã quên mất bản nguồn, đã quên mất chính ta là ai, đã quên mất bổn phận của mình. Do vậy, chúng ta cần phải giữ lấy lễ tiết, biết hiếu thảo cha mẹ, tôn kính trưởng bối. Làm người phải tôn kính trang nghiêm, đường hoàng, đứng đắn. Nhưng mà hiện nay, thế gian này đã khác xưa rồi, bởi dục vọng của con người quá nặng, tư tâm quá nặng. Do đó mới buông thả chính mình, chỉ muốn theo đuổi vật chất hưởng thụ, quên mất căn bản và lương tâm làm người. Làm người phải có phẩm chất đạo đức, đó là căn bản nhất. Bởi vì thế giới loạn tướng, chính vì vậy con người mới không giữ được đạo đức, không giữ bổn phận, làm ra nhiều điều vô lễ, vô lương tâm, để cho tâm ích kỷ, tham, sân, si che lấp lương tâm của mình, để cho tâm dục vọng ngày một tăng thêm, bành trướng. Nếu như dục vọng vượt quá lý trí, nó sẽ hại người, hại ta, còn tạo tội nữa, sát sinh hại mạng. Thậm chí kể cả người thân cốt nhục của mình cũng bị sát hại. Tự mình còn nhận thấy rằng không có tri. Những kẻ vô lương vô tri còn nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu, tôi ưa thích, tôi muốn là được rồi. Tôi muốn gì thì làm đó, ai cũng không thể ngăn cản được tôi. Có rất nhiều thanh thiếu niên, tư tưởng của họ, quan niệm của họ, cách nghĩ của họ cũng không chính xác,
không chính đáng. Có rất nhiều sự suy nghĩ của chúng đã vượt quá bản thân của họ. Có câu nói rằng, chưa thành người đã thành ma. Tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng sự suy nghĩ giống người lớn, rất phức tạp. Cái tốt không học, cái xấu học nhiều. Do đó, có rất nhiều cha mẹ lo âu về chuyện đó. Hiện nay xã hội loạn tướng nhiều, tạo tội là thanh thiếu niên. Đó chính là giáo dục thất bại. Bởi chúng ta đều bận rộn, chỉ lo cho một ngày ba bữa vì mãn nguyện nhu cầu của mình. Cho nên ở trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đã sơ suất hỗ trợ quan tâm đến tâm thái của nhau. Về mặt làm cha mẹ đã sơ suất quan tâm đến tâm tính các con. Chúng nó đang lúc thời trưởng thành, chúng nó hàng ngày đang làm những gì? Tâm thái đang biến hóa, không ai chú ý đến cả. Một khi đã xảy ra vấn đề rồi, lúc đó người lớn trong nhà mới biết chuyện. Con của tôi, chồng của tôi, hay là vợ của tôi, tại làm sao trở thành như thế này? Sinh hoạt không được bình thường, điên đảo, sai loạn, suy nghĩ biến thái, cho nên hành vi không chính đáng đường hoàng. Kể cả chúng ta có tiền cũng chẳng thể mua được hạnh phúc thật sự. Mua không được lòng chân thành, mua không được bình an. Tiền không phải là vạn năng. Một khi trong gia đình đã xảy ra chuyện, mà chuyện này không thể để cho người ngoài biết được, thật sự mất mặt. Thử hỏi chúng ta có thể an tâm được không? Có thể không phiền não sao? Không thể bỏ mặc sao? Hiện nay là thời đại văn minh, khoa học kỹ thuật phát đạt, tuy rằng đem đến cho nhân loại có nhiều thuận lợi và phương tiện, có cải thiện cuộc sống, nhưng mặt khác đã tạo cho mọi người rất nhiều tổn thương. Linh Nhi và Nhi Linh, những đứa trẻ này đều trong ân xá của ơn trên, cho nên cần phải tìm hiểu. Vả lại, hỗ trợ cho những đứa trẻ đó công đức để cho chúng sớm ngày có cơ hội thoát khổ. Bất kể chúng ta là nữ giới hay nam giới, đều phải giúp cho chúng một phần công đức. Bởi vì chúng ta dễ có khả năng đã phá thai rồi, hay là đã từng hại đến người khác. Hôm nay gặp được phổ độ, chúng ta mới có cơ hội đền bù, bù đắp. Trên đời này có biết bao nhiêu bệnh kỳ quái, đó là bệnh nhân quả. Nhân sinh có rất nhiều sự việc không thuận, nhiều vấp váp, nhiều phiền não, nhiều đau khổ cũng tự ta tạo thành. Dục vọng cứ để cho con người trụy lạc, không ngừng luân hồi. Nay đã được Thượng Thiên khai xá một đại nhân duyên, phải nắm lấy cơ hội. Linh Nhi, Nhi Linh là gì? Cái gì là Linh Nhi? Có thai rồi tự phá thai, hay là con chưa ra đời thì bị sảy thai, là Linh Nhi. Cái gì là Nhi Linh? Những trẻ mới ra đời đã chết ngay, hay là ra đời rồi từ 1 tuổi cho đến lúc 5 tuổi bị chết non, đó gọi là Nhi Linh. Tại làm sao có Linh Nhi, Nhi Linh? Hiện nay trào lưu phá thai rất là nhiều, làm cho địa phủ Linh Nhi, Nhi Linh càng nhiều. Hiện nay người thế giới tràn trề dục tình, nặng về tình yêu, dâm dục không ngừng. Có rất nhiều người chỉ cần gặp nhau một lần đã trúng lưới tình, thương yêu nhau thật sự, hợp thành vợ chồng bởi một thời xúc động, không lo chuyện sau này sẽ xảy ra như thế nào, âm thầm có thai. Khi thân của người phụ nữ đã bị dơ bẩn rồi thì sẽ làm mất mặt của cha mẹ. Vì muốn che giấu sự xấu hổ này, âm thầm phá thai. Có một số phụ nữ, họ đã quên mất ân dưỡng dục vất vả của cha mẹ, không biết giữ lấy thân của mình để cho trong sạch mà tự phá thai. Khi họ làm kỹ nữ, chẳng may bị mang bầu, vì muốn nuôi sống bản thân mình, tìm không có công việc gì nên bán thân vào lầu xanh để tiếp khách. Mang thai rồi lại dùng tiền đi phá thai, mất tiền lại hại đến thân,
hại đến thanh danh của mình và cha mẹ, thiệt thòi của mình. Có rất nhiều nhân tố đã tạo thành phụ nữ phá thai. Ngày xưa, quan niệm của người Trung Quốc là trọng nam khinh nữ, cho nên có rất nhiều người sau khi kết hôn rồi, nếu mang thai, trong lòng rất lo âu, không biết mình sinh con trai hay con gái. Nếu sinh trai thì được bữa ăn ngon lành, được người nhà quý trọng, cả mẹ lẫn con. Nếu như sinh ra con gái thì sẽ bị người chồng bóp chết hay là người nhà mang đi cho. Có rất nhiều đứa bé, chúng rất là tội nghiệp, bởi chúng nó sinh ra đúng thời phong kiến, có quan niệm trọng nam khinh nữ, mới cất tiếng khóc chào đời mà chưa biết chuyện gì cả, chưa được cha mẹ thương mà đã bị chết. Trai hoang nữ hỷ vui vẻ với nhau rồi, hay là vợ chồng ăn ở với nhau mang thai, có người con bị chết ở trong bụng hay là tự nhiên bị sảy thai. Một sinh mạng nhỏ, chúng nó chưa đã phải chết rồi, sau khi chết trở thành linh nhi. Vợ chồng ly hôn, cho nên cả hai cũng không muốn lấy con nữa, nên bắt buộc đem bỏ nó đi, hay là mang thai rồi nuôi không nổi nữa, đem chúng vứt đi. Hoàn cảnh khó khăn, trong quá trình chạy nạn, bất đắc dĩ mà phá thai. Nay đã đến thời bàn tam tạo, cho nên những đứa trẻ mới đến đòi lại công đạo. Đó là đối án, nợ gì phải trả đó. Chúng ta chớ nên nghĩ rằng tôi làm chuyện này không ai hay đâu. Chúng ta nên biết tâm động quỷ thần chi, đừng nên nghĩ rằng thần không biết, quỷ không hay. Trung Quốc bởi dân số quá nhiều, do vậy chính phủ mới chỉ cho phép mỗi gia đình được sinh ra một đứa con, bất kể trai hay gái, cũng chỉ có một mà thôi. Nếu như sinh gái, phá đi, chờ mong sao lại được sinh tiếp trai. Đôi lúc chính phủ còn cho người đi điều tra xem nhà nào sinh thêm thì bị phạt tiền, hay là biết ai đã mang thai không trong kế hoạch, bị bắt đi phá thai. Nên biết bao nhiêu đứa trẻ đó đều vô cớ mà bị giết hại mà chết. Ngày xa xưa trong hậu cung của vua, các vị cung phi, quý phi bởi tranh muốn được vua nuông chiều yêu mến hơn người khác, do đó dùng thuốc độc hại lẫn nhau. Hễ nghe thấy quý phi nào mang thai thì bị hại bắt đi phá thai, đôi lúc cả mẹ lẫn con đều phải chết. Ngày xa xưa những bà đỡ, có người vì tham tiền đánh đổi con trai thành gái, gái thành trai, hay là dùng thuốc cho đứa bé chết trong bụng. Có người bởi sinh quá nhiều, không thể nuôi được, cho nên đem đi cho người, hay là chính bản thân sức khỏe không tốt, nhưng trách không được, mang thai phá đi. Ân sư từ bi. Hiện nay cũng có rất nhiều đứa trẻ, nó đem nhân quả đến mà đầu thai, cho nên khi nó sinh ra đời, bị cha mẹ nghiệt đãi đánh đập, chửi mắng, đôi lúc quá tay đánh chết, hay là đầy cho đến khi chết. Chúng sinh bởi mê muội, tham dục, cho nên tạo biết bao nhiêu nghiệp tội và sai lầm. Thượng Thiên từ bi khai xá tam tạo, mở một con đường đi sáng tỏ, cho phép dùng công đức để chuộc tội. Chỉ có tam tạo phổ độ mới có thể cắt đứt con đường luân hồi, và mới có thể giải quyết nhiều đời nhiều kiếp nhân quả của chúng sinh. Sau khi linh nhi, nhi linh chết rồi sẽ về tới nơi nào? Nhi linh và linh nhi sẽ tới địa phủ, nơi tịnh tu của linh giới để đợi chờ kiểm tra. Những đứa trẻ trong bào thai của mẹ, sinh mạng sống chưa bao lâu, nó vẫn chưa tạo tội ác, không may bị giết hại, nó sẽ đến chỗ bên ngoài của thập điện Diêm Vương, nơi bể nước tịnh linh, nghĩa là ngâm ở chỗ đó để tẩy sửa linh thể. Sau khi được ra khỏi bể rồi, nhận được công đức của cha mẹ hay là người thân ở Phật đường của Bạch Dương Kỳ làm hồi hướng công đức, hay cha mẹ có thiên chức trong Phật đường nhưng phải thật tu luyện, những linh nhi
Nhi Linh mới được chim ánh sáng, rồi đến nơi của tổng hợp của Linh Nhi, hay là Nhi Linh đi chuyển luân. Khi sắp đi đầu thai thì phải uống nước lú do trụ sinh nương nương quản thúc. Phật giáo vì Nhi Linh lập tháp vị, làm bia, sớm và tối tụng sám hối, hôm rằm và mùng một còn có cao tăng tụng niệm, nhờ vào thần lực của tiên Phật để những Nhi Linh tịnh linh được chuyển sinh nơi có phước. Những Linh Nhi và Nhi Linh sẽ được kiểm tra xem xét lại tịnh tu linh kiểm tra. Địa phủ xem xét lại nghiệp báo đã luân hồi bao nhiêu lần. Sau khi chuyển kiếp, phải gặp trụ sinh nương nương để đợi chờ xếp đến tên của mình đi đầu thai. Rồi còn do tiên Phật có duyên độ chúng tu hành. Sau một thời gian, tiếp theo chuyển thế để trả hết nghiệp của mình, hay là hết nghiệp cầu đạo. Những trường hợp hình thành Linh Nhi, Nhi Linh. 1. Những người đàn bà mang thai rồi tự nhiên sảy thai, bởi vì một số đồ trang điểm của phụ nữ có thuốc hóa học làm ảnh hưởng đến thai. 2. Đạo đức luân lý bại hoại, thanh thiếu niên, nam hoang, nữ hỷ, tình yêu thấm thiết, nhiệt tình đến che lấp tâm trí. 3. Còn có những người nam nữ đã kết hôn rồi, họ còn ở bên ngoài, có ngoại tình với người khác. Những đứa trẻ vô tội đó rất là tội nghiệp. Ai là người đến cứu chúng nó? Tất cả mọi đau khổ đó cũng bởi người đời chúng sinh đa tình dục vọng mà tạo thành. Do đó, hy vọng người đời phải biết quý lấy sinh mạng, bởi chúng nó có đủ quyền đến nhân gian này để làm người. Chúng nó còn là những vị Phật trong tương lai. 4. Làm những nghề kinh doanh vì tiền tài, bán thân làm kỹ nữ. 5. Chính phủ có quốc chế, chỉ được sinh một đứa, do đó mới phá thai, lấy thai bán cho người ta nấu canh thuốc. Nghiệp báo của phá thai. Khi nhân duyên đã chín mùi, mượn người, mượn vật đến đòi nợ như thế nào? 1. Gia đình thất hòa, sự nghiệp bất thuận, thân thể thiếu an, con cái không ngoan. 2. Ngỗ nghịch cha mẹ, hao tổn gia tài, bại hoại gia phong, tổ tiên hổ thẹn. 3. Mang thai sẽ bị băng huyết, hay là sắp sinh bị phong vật, sảy thai, sau đó không thể mang thai nữa. 4. Bỏ một đứa con, tổn mất 12 năm tuổi thọ của người mẹ. Nếu bỏ 3 đứa trở lên, gặp một tai kiếp lớn thảm thương. 5. Vô sinh. Khi sinh sản đau đớn vô cùng, khó sinh. Đại đa số là số mạng của kiếp trước và tạo nghiệp nợ nhân quả của kiếp này. Người phá thai nhiều, sau này chết rồi xuống địa phủ, ngâm dưới bể nước nhơ bẩn. Khi đầu thai sẽ bệnh tật nhiều và ác báo. Sau khi chịu nghiệp báo xong, phải xuống A Tỳ địa phủ. Làm thế nào hiệp trợ giúp cho Linh Nhi và Nhi Linh thoát khổ? Muốn tránh khỏi mang thai, cần phải giữ giới tiết, ít dục vọng. Nhờ vào nhân tạo phát tâm để hóa giải nhân duyên quả báo, dựa vào công đức để tiêu nghiệp chướng, cải biến xã hội phong khí, chú trọng đến quan niệm đạo đức, giữ lấy chế tiết dục vọng, tu thân dưỡng tính, tâm linh thanh tịnh, âm thầm chỉ dẫn dạy bảo con cái, có hàm dưỡng chân thiện mỹ đức, có phẩm chất đạo đức tốt, dựa vào thánh chức của đạo trường Bạch Dương Kỳ, chân công thực thiện, Linh Nhi mới có cơ hội chiêm quang thật sự. An vị Phật đường để đề cập một chỗ tốt cho các con. Chúng trong khi đang trưởng thành có một sự hỗ trợ, trợ duyên tốt. Thượng thiên có đức háo sinh, cho nên chúng ta cần phải biết quý lấy sự sống nhân sinh này, bảo vệ sự sống của mình và còn yêu quý lấy, bảo vệ lấy mỗi một sinh linh. Bất kể chúng ta sinh ra nam hay nữ, chúng đều có duyên với ta, mới sinh ra trong gia đình ta. Bất kể đứa trẻ đó sinh ra thân thể hoàn mỹ
hay không hoàn mỹ, nhưng chúng ta cần phải yêu quý nó, nuôi dưỡng đỡ lấy nó, chớ nên bỏ rơi nó, vứt bỏ nó, bởi chúng cũng là những vị Phật trong tương lai. Cuối cùng mới rời thân, đó là A-la đa thức, nghiệp lực của kiếp trước chưa hết, chờ cho cơ duyên chín mùi rồi thúc đẩy chúng sinh tương ứng. Người có duyên đi đầu thai chuyển thế theo, A-lai đề thức sẽ tiếp theo. Kiếp sau sinh mạng liên can với nhau, có cảm sinh tới một sinh mạng mới mà vào thai nhi sớm nhất, đó là A-la đa thức đến trước để đầu thai. Nhưng mà khi chết, nó ra sau, đến trước. Một sinh mạng thuận lợi được ra đời, ngoại trừ có thể là nghiệp chướng, cũng có thể là do những sai lầm của cha mẹ đã tạo thành. Nhân thân khó được, mất dễ. Chúng sinh không dễ gì có cơ hội đầu thai. Vả lại, trước khi chưa sinh ra đời, hay là sinh ra đời chưa bao lâu bị mất mạng. Có những đứa trẻ đến đầu thai là đòi nợ cha mẹ. Nếu như lần này bị phá thai, sẽ chờ cơ hội sau đi đầu thai tiếp.